bibimbap, cơm trộn Hàn Quốc, món ăn đầy dinh dưỡng. Tất cả những món ăn của Hạnh Nguyên Thái làm đều không dùng bột ngọt nha các tình yêu. Hôm nay thì Hạnh Nguyên Thái sẽ giới thiệu đến các tình yêu một món ăn đầy dinh dưỡng. Đó là món cơm trộn Hàn Quốc, còn có tên gọi là bibimbap. Để làm món cơm trộn Hàn Quốc thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu như sau: cơm, thịt bò. Thịt bò thì các tình yêu của mình nên chọn thịt bò mềm nha các tình yêu. Măng tây, ớt chuông, cải bó xôi, cà rốt sắc sợi, rong biển, gừng sắc sợi, nấm, trứng gà, sốt bulgogi Hàn Quốc dùng để ướp thịt bò, tương ớt ngọt Hàn Quốc, hạt tiêu. Và một món không thể nào thiếu trong các bữa ăn của người Hàn Quốc đó là kim chi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp thịt bò. Sẽ dùng 3 muỗng sốt bulgogi và 1 muỗng tương ớt ngọt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp, cho nửa muỗng dầu ô liu, để cho nấm vào xào. Cho vào một chút xíu hạt nêm già, kế đến chả xào măng tây, tiếp theo thì xào cà rốt, xào ớt chuông, xào cải bó xôi, cuối cùng là xào thịt bò, cho thêm một ít gừng sắc sợi và hành lá. Thịt bò thì các tình yêu nên xào đảo nhanh và vừa chín tới, đừng có xào lâu quá thì nó sẽ dai nha. Món cơm trộn Hàn Quốc của chúng ta sắp hoàn thành rồi nha các tình yêu. Khi để cơm vào nồi thì các tình yêu nhớ rót nửa muỗng dầu mè phía dưới đáy nồi, xong rồi để cơm lên. Thịt bò đã xào chín, một ít măng tây, một ít ớt chuông, nấm, cà rốt, cải bó xôi, kim chi, rong biển, và trang lên một muỗng sốt xào thịt bò lúc nãy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chiên một quả trứng. Cho một trứng vào thố cơm, sau đó rưới nửa muỗng tương ớt ngọt Hàn Quốc. Các tình yêu hãy nhấn like và đăng ký vào kênh Florida Biển Xanh Nắng Ấm ủng hộ Hạnh Nguyên Thái nha các tình yêu.